cùng bà xã cào lạnh trên đường đi ly hôn, bất ngờ nghe được tiếng lòng của cô ấy. Kế hoạch ly hôn bị buộc gác lại, mà tôi trở lại nhà. Nhìn thấy bị Liễu Như Yên đóng cửa lại, lại một lần nữa cảm nhận được công dụng tuyệt vời của độc tâm thuật này. Hừ, vẫn là có ông xã ở nhà tốt hơn. Chỉ là không biết, mình phải giả vờ mặt đơ cho tới khi nào. Thật sự không hiểu nổi, lạnh lùng có cái gì mà thích. Vì cái gì ông xã yêu dấu lại thích loại mỹ nhân băng sơn này? Chẳng lẽ mình không đáng yêu sao? Tôi ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe lén một mặt mộng bức. Không phải, rốt cuộc là ai đang tung tin đồn về mình vậy? Mình nói mình thích cô gái lạnh lùng bao giờ chứ? Nhưng mà, đó là lúc trước. Còn bây giờ, mặt ngoài lạnh lùng nội tâm dễ thương tương phản, cũng không tệ. Sau đó cả buổi chiều, tôi đều không nghe được âm thanh Liễu Như Yên đi ra ngoài. Đến thời điểm buổi tối hẹn gặp khách hàng, tôi gõ gõ cửa. À thì, tối nay anh phải đi gặp khách hàng, nên không ăn ở nhà nữa. Anh đi đây. Ông xã ngu ngốc chỉ biết tiếp khách hàng, cũng không tính toán xem đã bao lâu rồi không ăn cơm cùng với mình. Phải tìm kiếm xem làm gì khi chồng quá tập trung vào sự nghiệp. Hừ, nếu không phải vì là một người vợ nghe lời hiểu chuyện, mình mới không muốn chia sẻ ông xã với khách hàng đáng ghét đó đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ấy sở dĩ muốn ly hôn với mình, chẳng lẽ là bởi vì mình không đủ hiểu chuyện sao? Không được, không thể khóc nữa. Nếu còn tiếp tục khóc mắt mình sẽ sưng lên mất. Không xinh đẹp nữa. Không đúng, phát triển này làm sao càng ngày càng ly kỳ vậy? Sao cô ấy còn khóc nữa? Nghĩ kỹ một chút, hình như mình hoàn toàn không có nghĩ qua, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của nữ giáo sư, thế mà là một tiểu khóc bao nũng như ông xã. Bởi vì trong lòng cứ nhớ Liễu Như Yên, tôi phát huy 200% năng lực. Sau khi thuận lợi thuyết phục khách hàng, tôi sớm về đến nhà, chỉ có điều lật qua lật lại ngủ không được. Đầy trong đầu đều là Liễu Như Yên, rốt cuộc là nên ly hôn không đây? Dây dưa dài dòng cũng không phải là tính cách của mình, hay là đi tìm Liễu Như Yên trò chuyện một chút, hỏi thử xem trong lòng của cô ấy rốt cuộc nghĩ thế nào. Hey, đều nghe hết rồi còn hỏi gì mà hỏi chứ. Nghĩ đến đây, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ừ, mời vào. Theo tiếng mở cửa cọc cạch, Liễu Như Yên dựa vào trên khung cửa, đôi mắt vốn là sắc bén giờ phút này cũng giống như là cúng con tiêu nhiều xuống, không khỏi đánh trúng vào điểm đáng yêu trong lòng tôi. Đáng ghét, đây cũng quá đáng yêu rồi đi. Hơn nửa đêm, mặc dù bọn mình là vợ chồng hợp pháp, nhưng mà cô nam của nữ chung sống một phòng cũng không tốt lắm đâu. À thì, thân thể của em vẫn còn có chút khó chịu. À thì, anh có thể giúp em xem một chút không? Lúc này, trong giọng nói của Liễu Như Yên, như thể đã bị nhuốm bụi, mang theo một chút ngượng ngùng, mà tôi cũng lần nữa nghe được tiếng lòng cô ấy. À, cũng không biết là ông xã có từ chối hay không. Nếu như anh ấy dám từ chối, mình liền khóc cho anh ấy xem. Dù sao, đây chính là bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cả đêm. Tôi tránh ánh mắt nóng bỏng của cô ấy. Làm như vậy không tốt lắm đâu, anh cũng không phải bác sĩ. Như vậy đi, anh dẫn em đi bệnh viện khám xem. Nhìn thấy tôi muốn đứng lên, Liễu Như Yên lập tức duỗi tay nhỏ ra, trực tiếp đem tôi đè lại trên giường. À thì, không cần làm phiền đi bệnh viện nữa. Em đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Chính là, ai nha, làm sao đây? Ánh mắt của ông xã quá mức thẳng thắn. Không nên nhìn mình như vậy chứ. Xong rồi. Trái tim sắp bị nai con nhảy chết rồi. Thật khẩn trương, làm sao đây? Nhưng mà nhìn từ góc độ này, ông xã là càng ngày càng đẹp trai rồi. Có thể là bởi vì ở giữa chúng tôi rất ít khi tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Tiếng lòng của Liễu Như Yên đều trở nên lộn xộn, bởi vì thần kinh quá căng thẳng, khiến Liễu Như Yên không phân rõ ý nghĩ trong lòng và hiện thực. Vậy mà thốt ra một câu nói với tôi mà chúng tôi đều không tưởng tượng nổi. À thì, ông xã, lồng ngực em nặng nề quá, anh có thể xoa xoa giúp em không? Tiếp theo đó, bầu không khí triệt để yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Liễu Như Yên giống như một quả đào chính mọng, toàn thân phủ đầy màu hồng. Ngực của em nặng nề sao? Không, em nói sai rồi, không phải đâu. Ây, tại sao mình lại nói ra miệng vậy? Như vậy cũng không phải là băng sơn mỹ nữ nha. Ông xã có khi nào không thích mình nữa không? Không được, chờ sau khi mình trở về, nhất định phải cầm một miếng đậu phụ đập chết mình. Mình ngốc thật, tại sao lại nói lời ở trong lòng ra như vậy chứ? Rõ ràng thứ mình muốn nói không phải cái này. Trong khi Liễu Như Yên tự mắng mỏ bản thân, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, chờ xem cô ấy rào biện thế nào. Mà tiếp theo, cô ấy lại kéo tay của tôi bỏ vào giữa lồng ngực. À thì, phải cũng không phải. Ai nha, lồng ngực của em nặng nề quá, anh giúp em xoa xoa là được rồi. Có câu nói rất hay, người to gan bao nhiêu, đất đai rộng bấy nhiêu. Nếu điều đã lỡ mồm rồi, vậy liền thuận theo tự nhiên, dũng cảm đem ông xã hạ gục. Khoảng thời gian 2,5 năm này đủ để mình khai triển rồi. Liệu như Yên cố lên. Tôi nhìn chăm chú với khuôn mặt vàng vọt và bàn tay lớn đang bị đè lên ngực, không tự giác bóp lấy một chút. Đây tuyệt đối là phản ứng bản năng, lão thiên nãi của tôi ơi, tôi xin thề, đây tuyệt đối là phản ứng bản năng. Tôi không hề làm trò lưu manh, nhưng mà cảm giác này, ngươi đừng nói, nếu như là đừng nói, vậy thật sự là đừng nói. Theo động tác của tôi, cả người của Liễu Như Yên càng giống như táo đỏ chín mọng. Tôi lập tức né tránh ánh mắt, giải thích sự lỗ mãng của mình. À thì, anh nhớ là nếu như ngực nặng nề, có thể uống cái thuốc gì đó. Đúng, anh đi tìm cho em. Tôi có chút xấu hổ bắt chéo chân lên.
suy nghĩ xem thuốc để ở đâu. Mà liệu như Yên tiểu cô nương này, trong lòng thế mà nghĩ đến loại phương thức khiến người ta mặt tái xanh. Cố lên, hiện tại đã phá vỡ lời nguyền 2 năm rưỡi không có chạm qua đối phương rồi. Bây giờ không thể bỏ dở nửa chừng. Hôm nay nhất định phải đạt thành 101 loại phương thức hạ gục ông xã. Chỉ thấy cô gái trước mắt, đè tôi lại. Ngay tiếp theo tự cô ấy cùng tôi đổ nhào ở trên giường. Mợ nó, thật không ngờ, ông xã mình còn có thân hình khá hấp dẫn. Đây cũng là Liễu Như Yên mình cả đời tích đức làm việc thiện, là mình nên có được. Bây giờ cái này tới đều tới rồi, trong dịp năm mới. Sờ sờ cơ bụng cũng không quá đáng chứ. Tôi nghe tiếng lòng của Liễu Như Yên, một cách vô thức bị những câu nói thô tục đó ảnh hưởng. Xấu hổ đến đỏ mặt, thuận tay để chặt bàn tay nhỏ không sạch sẽ đó. Hay là em chuẩn bị một chút, anh xoa xoa cho em. Nhưng tôi đoán không sai, Liễu Như Yên cũng chỉ dám vui vẻ ở trong lòng. Ở hiện thực, cô ấy vẫn tương đối bảo thủ. Tôi vừa nói xong, cô ấy liền lập tức dùng cả tay chân chuẩn bị đứng lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không phải có ý đó. Tôi nhìn bà xã tính cách hoàn toàn thay đổi trước mắt. Sau khi đưa tay lên đỡ cô ấy, bàn tay chậm rãi di chuyển đến vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Tôi cũng có thể cảm nhận được, Liễu Như Yên lập tức cứng nhắc thân thể. Ngay sau đó liền mềm mềm đổ vào trên người của tôi. Cái tư thế này, không phải bà xã. Em mau dậy đi. Trong sạch của người ta, em như vậy anh rất khó không nghi ngờ em là cố ý nha. Đáng ghét, thời gian trống 2 năm rưỡi, khiến ông xã đều quên mất rồi. Eo là từ huyệt của mình, không thể tùy tiện đụng. Nghe tới tiếng lòng của Liễu Như Yên, tôi hình như đã nhớ lại một chuyện rất nhiều năm về trước. Khi đó, chúng tôi vừa đăng ký kết hôn, khi ra ngoài ăn cơm, cũng là đụng eo của cô ấy. Kết quả, cả người của Liễu Như Yên liền trở nên cứng nhắc. Vào thời điểm đó, mình còn tưởng rằng là tiến triển quá nhanh chọc giận bà xã. Thật không ngờ thế mà là vấn đề của cô ấy. Hiện tại xem ra, đây đều là hiểu lầm. Ở trong quá trình tôi và Liễu Như Yên giằng co, thời gian đã trôi qua thêm 2 phút rưỡi. À thì, hay là chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện. Ừ, được. Nói, suốt ngày chỉ có biết nói. Trừ chuyện yêu đương ra, mình là cái gì cũng không muốn nói với ông xã. Lần trước anh ấy nói với mình chính là muốn ly hôn. Lần này không phải là muốn đem mình đuổi ra khỏi nhà chứ. Tôi đương nhiên sẽ không giống như suy nghĩ trong lòng của Liễu Như Yên. Dù sao bà xã trước mắt, thực sự là quá đáng yêu rồi. Thật ra, nếu như muốn đả một lần yêu đương, cũng không phải không được.